mọi người. Sao ăn cả trời. Wow, đây là con hải sâm nè mọi người. Bữa nay nhà mình ăn hải sâm sống. Mấy con này nó đầy trứng luôn. Đó. Mấy cái vàng vàng này là trứng của nó nè. Trời ơi, trứng của nó nhìn nó nha. Nhìn hóa sao mà nhìn giống con hải châu quá. Ghê thật. À đi tắt đi. Thế sao mà chip phải gắt ở 옆에 되면 싹 다 녹아빈다. 어디요? 집. 집. 응. 따라 그 집. 집을로 담아 놓으면 야삼 녹아빈다고. 없어진다고. 아, 그 뭐지? 노래. 노래 chi? Mẹ chồng mình nói cái con hải sâm này mà mình bỏ vô trong rơm là nó tan hết trơn luôn. Nó sẽ bị tan hết. Ủa, có trứng nó kìa. Xịt trứng ra kìa. Mình nghĩ là mỗi một cái sợi bé bé như là một con hải sâm. Ô nên chỉ có hành chục chục hành xin hành xin hải sâm hành không bao giờ. Ô đúng rồi đó mọi người. Trời, cái con này mà nó đẻ một cái là biết bao nhiêu trứng rồi đó, biết bao nhiêu con rồi đó. Như con nó na ai na vô. Mẹ chứ mà đi. Nó đẻ cái nào mà sẽ kì con. À sẽ kì. Này mới đẻ con chắc cỡ mấy chục ngàn con. Xịt nước. Ôi trời. Sau khi đã rửa sạch sẽ xong xuôi, bây giờ mình sẽ cắt sợi ra nha. Hải sâm này nó hơi cứng. Hải sâm ơi, nếu mà nó ấn chìm thì nó ăn được. Ấn chìm thì nó mất cái gốc rồi. Đặt hải sâm đáng ra là nó phải mềm, nhưng mà cái con này không biết sao mà nó cứng quá nè, nó hơi già hay sao đó. Số cái trường nó quá pin để sao? Mẹ chồng mình nói con này mà vô cuộc là tan liền ngay lập tức. Ủa lên mình cứ phu chứ rồi thì mình làm cái đẹp. Anh nghĩ kia. Chỉ là sai trong nhà một đã. 알이 있는 거는 많이 안 여물고 제가 살을 꽉 채워야 합니다. chúng ta đây mọi người ơi, một dĩa tràn trề linh láng luôn. Mà chồng mình đang trộn bên dĩa nhỏ kìa. Mọi người hãy xem chị đại ăn nha. Sao mà micro bơ chắc chắn chứ mà nó chẳng chịu nhưng mà à, đây
Mẹ chồng mình nói con hải sâm này nó trơn lắm, không ăn bằng đũa được, phải múc muỗng ăn mới được. Mắt giờ teo. Tắc tắc hè. Mình thương mà chứ cả. Mình thấy rất là xinh chơi. À, mà xinh xế không? Sao mà hiểu là tè. Mẹ chồng mình nó hải sâm rất là ngon luôn, nó mập. 해산도 삶아갖고 작은 근조를 씌워갖고 세리로 반찬 하면 굉장히 맛있어. 야, 언나지 그 옛날에가. 아, 그래요. 마저 뭐는 해삼 này mà phơi khô xong rồi mình nấu ăn rất là ngon luôn. Mấy lại thì ở sen cái đồ món mặn đây. Sen cái đồ món rất đẹp. 이거 된 짱국 끓여도 돼요? 생각해서 먹는데 우수 따다다다. Mình nói mẹ chồng mình cái này nó canh đậu tương ăn được không? Mẹ chồng nói nó cứng ngắc luôn. 잘 먹어. 이게 이만하면 이만해진다. 아. Nếu mà mình luộc nó xong là nó quéo lại còn có chút xíu rồi mà rất là cứng luôn. Mình phải ăn sống. Mẹ chồng mình ăn chanh trong cái ăn cái này phải lấy muỗng ăn mới được, rất là dai. Súp rất là mốc ra thiệt sự. Ăn chanh chanh đánh cả. Chắc ăn chanh chanh. Wow. Mình nhớ được rồi, hãy con hải sâm nó rất là mềm mà lần này nó rất là cứng, mà hồ nó giòn, chấm với lại muối chanh thì nó có vị mặn vị chua cũng ngon ngon, nhưng mà nó rất là cứng. Hải sâm này nuôi chim này kiếm tiền càng tăng. 거기서 조금 더 자르면은 나무 해삼을 빼니 나무 망치 그럼 안 먹어요? 나무 해삼 나무 해삼 Ba chồng mình nói con hải sâm này nè, nếu nó già thì nó rất là cứng, mà nếu như mà mình để cho nó qua nữa là nó thành khúc cây luôn, là thành cây hải sâm luôn. Ba đã giải sơ, hải sâm này chế rất chắc chắn. 뭐 먹는 걸 갖다 고기 뭐 조류 뭐 먹는 게 있어. 아, 해삼 아무거나 다 먹어요? 굉장. 맞아, 저 mình nó hải sâm này mà biển cái giống gì nó cũng ăn hết trơn. 그러면 사람도 먹어요? 장미, 장미. Mình hỏi phải ăn thịt người luôn không? Mà chồng mình nó ăn thịt người luôn. 바다에 떨어진 사람들이 오 해삼 안 먹는 사람 안 먹는다 그거 본 사람은 운명을 안 그랬지만 큰 거 있는 거야 mấy con bự cắn bự lớn này nè mọi người, mấy con nó có chuyện nó ăn xác người với biển luôn. Đúng rồi, cứ mua chưa được bao rồi à? Trời ơi, con Hà vô đó, Hà vô đi. Con Hà vô nó làm gầm gầm mọi người nghe mọi người, nó làm gầm gầm quá đẳng á, mình á. Thank you.
뜬거 방금 왜? 따로 그러면 김치를 안 해야지. 그래. 내가 할 때야 개집을 갔어. 개집을 갔어. 어머니가 그 자식을 이렇게 잘 못했거든. 해삼 아무지 해삼이 안 집히는 기라. 그러니까 또 숟가락을 다시 해야 되잖아. 이래. 아버님이 계시다고 하는 말이 우리 아버지가 젓가락이 안 돼서 숟가락은 버무라 뭐 네 손톱끼라고 그 젓가락을 그 뭐라 젓가락질도 뭐라 그 계속 그 집어 그래가지고 대우 숟가락을 이제 이거 진짜 할 일이 안 된다. 저쪽 돌아가면 봐요 했거든. 그 예산이 참 맛있어. 이렇게 목이 뭐 이거 이거 해초거든 들이고 이러면 뭐 해산이 있겠다 나쁠 수 있죠. 아 이거 깊은마다 알고 깊은마다 있는 것도 있는데 깊은마다 있는 거는 뭐 몰라. 물이 좀 빠지면 바위에 그 해초거 바위 있거든. 비비면 모 같은 거 비비면 알자. 많이 자르면 깊은 받을까. Mẹ chồng mình nói là hoa sâm này ngày xưa rất là nhiều luôn. Chỉ cần dập dưới mấy cái đống công ghiêu này kia ra là nhóc ở dưới luôn. Nãy mẹ chồng mình kể đó hồi đó đó. Bà nội chồng đi chụp cùng cả nhà đi ăn con hải sâm này mà bà không có dùng đũa gắp được. Cái bà ông nội chồng kêu là bà cứ lấy đũa và gắp đi có ai chửi bà đâu. Không có dùng muỗng ăn được mà cứ gấp hoài. Nào chứ nha. Hay là dùng muỗng gấp ăn. Đó. Bây giờ mình cho mình trộn gia vị vô đây hết luôn. Mình chia ra mày nửa tao nữa. Mà giờ mình chia vậy đó. Chứ ạ, cô gái ước mà nó là xa lạnh kìa. Ả cô gái xa lạnh mà nó Ả cô? Không ta mà nó là Mà chết, Ả cơm Yêu một ít đồng hồ Cáo đi Sang cáo đi xa lạ Mà mất cái gì còn bước vào đi cà phê ngọt rồi. 파울이는 죽어도 해가 된다. 여 này mùa đông đó mọi người cho nên đồ biển ra nhiều lắm cá này cá nọ đồ ngon nhiều lắm. Ông cậu đi he, thì đi chơi ở đây. Cậu đi he, cậu đi he, à cậu cậu đi, hay cười. Dùng, dùng nó cũng có cháu mà không. Như cái cái. Sao nè, à cô sao làm mà không được sao đó. 이만하면 25,000원 줄 알았다. 아까 사람도 어머 해 먹어요? 아까 찜 아... 내가 먹을 때 네. 장날에 진짜 큰 거 많이 먹어요 아침에 이거 지금 15,000원이다 아까가 가게에서 센 거요? 응, 사람 거. 산 것도 제마 한 마리 5,000원 주고 샀거든. Mẹ chồng mình nói dạo này ra con cá aku rất là nhiều luôn. Mà nó còn sống nữa. Bữa hổm mẹ mình mua về nấu canh ăn đó mọi người, ba con mà rẻ lắm có 15 ngàn. 15 ngàn là tầm 300 ngàn Việt Nam thôi. Ủa, hồi vô nó la đó. Ăn cơm lâu quá, nói nhiều quá la đó. Bắp bá đi một cái là. Ahorita sí, antes.
chồng mình nghe Hà Dung la chạy đi ẵm liền. Trời ơi, hôm nay ăn cơm mà sao thấy nó không có vô đâu vậy? Ngày hôm nay Hà Dương xin chào các cô bác nha. Hà Dương. Hà Dương. Comment ủng hộ cho Hà Dương. Tạm biệt mọi người. Bye. Bye.